của con này thì con phải thứ nhất là cái điệu mà điệu reverb này thì hướng dẫn lại nó rõ ràng thấy không? Cái tay mình nè, 1, 2, 3 chặn xuống, 4 mét lên. Học âm tay trái con bấm cho nó cong đứng lên thì nó mới kêu. À, đừng để nó đụng dây đàn, nó bị tập tịch đó ha. Mình mới học có 1-2 buổi ra cho nên phải bấm cho nó bấm cho đúng để nó quen tay khóa sửa, nhớ chưa? Rồi tay phải nè, bấm xuống nè, xuống lên chặt vô, chặt bằng cái mép tay này. Nhớ chưa? Xuống lên chậm lên xuống lên chậm, nó có bốn cái nè, một là một nó xuống, hai nó lên, ba chặn vô, bốn nó lên, cứ quay lại thôi. 1, 2, 3, 4 khi mình đánh cái mũi phím á, nó mới vô đây nè, ăn vô dây đàn mình nó kêu to lên. Kết hợp để tay trái con phải cong lên, nhớ chưa? Tay trái cong lên, đừng cho tay trái nằm xuống gì ha. Chưa? À, mình đánh làm sao cho nó rõ lên. Rồi bắt đầu mình ráp bài vô này. Giữa âm này là thứ này. Rồi xuống đời. Rồi thứ thì không có đánh hết 6 giây, đánh 4 giây thôi ha. Đó, mình canh tay phải này xuống 4 giây dưới này. Nhớ giờ chỗ này nha, không thể đánh quét xuống gì. Bây giờ con thấy nó dư 2 giây này nè. Tại cái hợp âm thứ nó có 4 giây dưới thôi. Canh tay phải làm sao cho đặt vô là 4, dây số 4 liền nghe đơn nè. Đó, mình đặt làm sao canh ra ha. Rồi bây giờ mình đọc bài chú ơi con này. Chú ơi con ở bàn đô chưa có nhà. Ba âm sinh trưởng này thấy chưa? Thì ba âm sinh trưởng bấm vô đây như thế này. Nga nên con trẻ con đồ con và đồ, mình đập từng cặp sơn trưởng nè, đồ và cái điệu này con đánh chậm lại, không có nhanh, chậm lại từ từ thôi. Chú vui con ở bàn đồ chưa có nga nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người. Ở đây là con chỉ có 2 trưởng, nhưng mà bây giờ con mới học thì pha trưởng này là con không bấm được, thầy mới tới là 3 thứ. Con từ dương ra thì nó ăn nó hay rồi, nó vô được ra, nhưng mà bấm chưa được đâu, thầy mới tới được 3 thứ, nhớ chưa? Từ dương ra chú đến với người, rất ham ăn với lại hát chơi. Ôi con ơi, ôi con ơi, đơn giản. Còn đoạn thứ hai nè, đoạn thứ hai là tiếp tục nè. Này là quê con ở bàn đô. Này là quê con ở bàn đô. Với cha ở Tây Nguyên này, với anh ở Gia Lai này, với con ơi, quê con ơi, quê con ơi. Một lần thôi người, một lần thôi đừng. Hãy hứa với anh quay xuống quay trở lại, đừng để anh một mình, đừng để những ấm tình nhạt nhòa theo tiếng mưa ngoài kia. Chờ vội mai rồi, đợi vội mai rồi. Ở cái đoạn sau nó như vậy, thì mình đánh cái đoạn trước được thì mình đánh đoạn sau được thôi. Con hiểu chưa? Cái của con cần tập cho nó rõ tay lên, tay trái này còn biết á, nó không có đỏ cho nên mình phải cầm cong ngón tay lên thì bên đây nó mới kêu được. Phím đàn giữ cho chặt một chút, bấm bằng 2 ngón tay đúng tư thế này nó mới ra được âm thanh, nó hay được.
rồi sau này còn tập cái kỹ thuật nữa đó, đó mình tập khác đó. Một lần thôi, rồi đánh à. Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy hứa với anh rằng vội sẽ quay lại. Những cách đánh như khác nữa, mình kỹ thuật nữa, mình bắt đầu mình tập từ cái rõ tiếng trước, tay trái bấm hợp âm di chuyển cho nó đúng cái con ngón tay con phải là nó sát vô, à nó sát vô này chứ đừng để mẻ cái này, nó không có lực để kêu hợp âm như vậy, bấm cho chính xác diễn gây thứ, à chứ đừng gây thứ thế này, à gây thứ này là sai nè, bị không có lực. Đúng ha, nhớ chưa? Rồi tay phải quay, phải đúng. Đó. Nó rõ tiếng ha. Ha. Rồi sửa lại cho thầy nghe chưa? Rồi. Đó, thầy cũng chậm lại đó, tập lại.